xây cái nhà cũng phải nổ nữa. Đó, vậy đó, thích vậy đó bạn. Giống như ngày nhỏ, hồi nhỏ anh là fan của Xuân Diệu mà. Và hồn duy như ngựa trẻ không cương, ngựa con ngựa trẻ ngất ngay đường diệu điểm. Nút vàng là cái chưa giờ anh từ bỏ. Anh sẽ tự hào là một kinh thể hình, một kinh gym, một kinh kiến thức, một kinh cuộc sống, một kinh sáng tạo nội dung từ A tới Z, chinh phục nút vàng trong ngành thể hình. Duy Nguyễn, gym chúa, giám đốc chịu chi, building hoành tráng, nội thất châu Âu. Thiết bị gym USA, chất lượng dịch vụ chuẩn BBT. THOL Gym, đẳng cấp 5 sao khu Nam Sài Gòn, 102 Lý Phục Man, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mấy em. Anh mới chia sẻ với tụi em trong video trước là có cái phòng gym mà nó khai trương không đúng thời điểm đó, đúng không? Yes. Sau mùa dịch thì khai trương là tầm 7. Không đúng đâu. Nhưng mà ngày hôm nay anh chia sẻ tụi em cái BBT quận 9. Cái BBT quận 9 của anh bây giờ đang trong giai đoạn hoàn thiện, nước rút để khai trương. Đó, thì nói sơ thôi. Tức là cái hạng mục BBT quận 9 á, cái kinh phí được đầu tư siêu khủng. Nó chỉ thua quận bên mình quận 7 thôi. Nó chỉ thua quận 7 thôi. Tại vì quận 7 là cái chỗ đập đối tác, anh nhốt đối tác. Còn quận 9 là chỗ anh khè đối tác thôi. Khè nó nhẹ hơn mấy em. Nên xét về cái quy mô, về cái diện tích đó, thì BBT quận 9 tương đối rất là bự. Nó rộng hơn một chút xíu so với quận 12 đó. Và ở quận 9 á, là anh được đầu tư dàn máy siêu khủng. Có thể á, là tụi em không thấy những cái ghế này đâu. Anh đầu tư cái ghế nó mắc tiền hơn. Một cái hãng luxury thật sự. Anh chạy đua công nghệ, anh chạy đua dữ lắm em. Tại vì sao? Tại vì anh có một kênh YouTube gần 1 triệu lượt subscribe. Triệu lượt subscribe. Anh nói cho cuối năm, giờ chưa tới. Nhưng mà cái điều đó thiện cái gì? Thì cái thông điệp rằng nút vàng là cái chưa giờ anh từ bỏ. Anh sẽ tự hào là một kênh thể hình, một kênh gym, một kênh kiến thức, một kênh cuộc sống, một kênh sáng tạo nội dung từ A tới Z, chinh phục nút vàng trong ngành thể hình. Trong ngành thể hình. Và sự quyết tâm của anh ngày càng cao. Anh đầu tư ngày càng lớn. Anh đầu tư tứ trụ Sài Gòn để cho quay phim thôi. Anh làm một cái hệ thống đèn quảng cáo rực sáng bầu trời. Wow. Chỉ để bài một shot flycam. Và cái shot flycam đó, shot flycam để đời. BBT cũng như Nguyễn, khu Nam, khu Bắc, khu Đông. Và bây giờ sắp tới là khu Đông. Đó, thấy tụi máu chưa? Nhào clip em, đó đó. Nhờ điều cao nha. Bởi vì tụi em muốn có khả năng hùng biện, khả năng thuyết trình, khả năng khẳng định bản thân, tụi em phải xài điều cao. Bây giờ tụi em muốn đi từ bên nào qua bên nào? Từ ngoài vô, từ trong ra. Ở BBT quận 9, anh sẽ chơi hệ cửa kính mặt tiền trước sau, nhìn view Sài Gòn. Tụi em đứng bên hông, tụi em nhìn thấy landmark. Tụi em đứng đằng sau, tụi em nhìn thấy Thủ Thiêm. Tụi em nhìn thấy quận 2. Tụi em nhìn thấy quận 7. Tụi em đứng trước mặt, tụi em nhìn ra một khu công nghiệp Dĩ An. Đâu nữa ta? À, Thủ Đức. Còn tụi em đứng bên hông, nhìn thấy nhà cô hàng xóm trắng trẻo dễ thương. Nói về quận 9, anh cố tình thiết kế mặt sau bằng kính đắt tiền để thể hiện sự sang trọng, để bay từng shot flycam cho nó đẹp mắt, nhìn vô thấy ung má phòng máy xịn vậy. Và lần này anh sử dụng kính trắng, anh không chơi kính màu nữa. Tại vì sao? Tại vì phòng quận 9 toàn là máy mắc tiền không, anh phải nổ, anh phải nổ. Phải nổ mấy em. Ung má nổ banh góc kia này luôn nè. Đó. Và hệ thống máy cardio anh bố trí nhiều hơn, xe đạp nhiều hơn,
máy xịn hơn, nhiều tầng hơn, nhiều tầng hơn. Đó. Và anh tạo cảm hứng cho Simmer Nam. Khu đằng sau là khu nhà trọ cao cấp lùng lùng không à mấy em. Bảo đảm tụi em nó khách gái nó mặc đầm ngắn đi, mượt mà mượt mà. Buổi tối lúc 7 giờ tối tụi em tập ra nhìn thôi. Khỏi cậu uống cao cao luôn. Ra nhìn thôi, vô đẩy, ra nhìn thôi, vô đẩy. Vô đẩy. Nó lên chuột nha. Và cái chuyến đi châu Âu của anh sẽ không còn vô nghĩa. Những tấm ảnh Di Nguyễn huyền thoại đứng trước nhà thờ bên Đức, bên Pháp, bên Italy, nó sẽ được tái hiện trong BBT quận 9 của anh bằng cái khu ốp đá cầu thang. Thấy không? Anh đi anh giả bộ, anh bắt trước bên ở châu Âu với mấy em bên Ý á. Ốp đá à. Nhìn đẳng cấp thôi. Thôi nói giờ nó lại nhẹ nhàng nha mấy em. Cái khu quận 9 á, là bây giờ cái BBT quận 9 của anh á, anh đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và anh đang đầu tư rất là mạnh trong cái khu nội thất, đúng không? Nói chung những cái hợp đồng nào cũng trên 1 tỷ hết mấy em. Oh my god. Wow. Giờ làm nhanh cái bệnh rồi ghiền tiền hay sao á. Bây giờ mưa dưới mấy trăm triệu anh không có làm. Đó. Ở dưới mấy trăm triệu anh không có làm mấy em. Ví dụ như bây giờ cái hợp đồng đi, nó chừng 300-400 triệu. Anh kêu ê tụi bay gom bi rồi đi. Ê giờ những cái hợp đồng là 300-400 triệu gom lại với nhau đi, rồi ký cái hợp đồng tổng đi, đúng không? Để mình chuyển tiền lần cho nó đáng mấy em. Chứ giờ đó mà cứ 200-300 triệu hoài, ai đâu ngồi canh, đúng không? Anh mướn kế toán vô mất tiền mà đâu phải một con mà là nhiều con nữa. Nó giờ canh mấy cái hợp đồng nhỏ nhỏ nó không có giá trị. Nên bây giờ là quận 9 á, anh đầu tư tương đối rất là lớn. Tại vì ngay từ cái chiến lược ban đầu của anh á, anh xác định quận 9 nó quan trọng quận 12. Quận 12 anh là mục đích khác á, nhưng mà tạm nói. Đó. Nhưng mà quận 9 á là thật sự, tại vì fan của anh là quận 9 nó đông lắm. Đúng không? Mà anh nói gì rồi? Tụi em á, nói câu để tụi em nhớ nha. Tụi em mà chơi với anh Duy Nguyễn á, chỉ có lời chứ không bao giờ lộ. Đó. Tại sao quận 12 anh không đầu tư máy siêu xịn như quận 9? Tại vì quận 9 fan anh ngoài đó nhiều lắm. Đó. Để cho những cái fan của anh nó vô nó tận hưởng được cái gì đẳng cấp nhất của hành tinh. Yes. Đúng không? Tại vì nó có một người anh là Duy Nguyễn bảo kê đó. Duy Nguyễn làm gym không phải để kiếm tiền, mà Duy Nguyễn làm gym để nổ. Nó phải hiểu rằng Duy Nguyễn làm gym để nổ. Xây cái nhà cũng phải nổ nữa. Đó, vậy đó. Thích vậy đó bạn. Giống ngày nhỏ, hồi nhỏ anh là fan của Xuân Diệu mà. Và hồn Duy như ngựa trẻ không cương, ngựa con ngựa trẻ rất ngay đường địa điểm. Đó không? Ngựa không cương là không ai cầm nắm được nó đâu. Nó đi đường nào cũng biết hết đó. Đó, mà ở bên quận 9 á thì có những cái dự án nhỏ nhỏ kia anh không nói, mà giờ nói sơ về phòng gym thôi. Thứ nhất là máy móc là hậu dặn siêu xịn. Thứ hai cách bố trí máy là nó cực kỳ nó khoa học đó. Và thứ tư nữa là thứ ba lộn, mày nhìn giật giật cái gì mày. Thứ ba là cái hệ thống của nhà vệ sinh nó cũng tương đối là phù hợp. Nó có những cái chỗ để giải quyết cái vấn đề sinh lý và có những chỗ đi vấn đề tâm lý, đúng không? Đầy đủ hết nha. Không hiểu hả? Mình sinh lý là cái gì đi tè đó ba. Còn tâm lý là cái gì? Thí dụ như giờ nhỏ kia nó nhân viên văn phòng đi, nó tới phòng game nó tập đi, đúng không? Thì phải có cái dây, cái móc đồ, cái dây nè, để cho nó móc cái đồ, cái đầm cái váy nó vô nó bị nhăn, đúng không? Rồi nó bị nhăn rồi nó đi làm lại, rồi tâm lý đó hoang mang, đó là vấn đề về tâm lý. Mà nói về máy móc á, là ở bên quận 9 á, anh đầu tư một khung Rodfit của hãng Tấp Sấp, khung nó xịn lắm em. Anh đi qua Mỹ anh thấy cái khung nó nhiều lắm. Không có nhiều nữa, bậy, đi qua Mỹ cái phòng game nào 70 đô một tháng mới có. Mà cái khung nó nhỏ ác à, anh có chụp hình cái khung nó nhỏ ác à. Bây giờ về đây anh mua cái khung mẹ bự nhất luôn. Xong cái hãng nó hỏi anh, ai Duy Nguyễn bây giờ bạn muốn mua khung nhiêu. Cái nói mày khung nào mắc nhất bán cho bố. Nghe có rẻ lý. Nói thiệt không? Nói thiệt xong thiệt. Nói Duy Nguyễn mà. Cái nói, ủa sao mày qua bên Mỹ mày ăn mày để tao bao mà giờ mày mua khung mắc vậy. Cái nó ê đừng có nói chuyện láo chó nha mày, mày đi ăn mày đủ tao chết mẹ luôn nha. Mày đủ tao đi ăn, mày cho tao ăn bò bít tết thôi mày nói chữ bao hả mày. Về đây bố mày dẫn mày đi nhậu gấp 10. Oh really? À, bởi vì trong mắt tụi nước ngoài nó vẫn còn có một gì đó nó coi thường Việt Nam mình mấy em. Bởi vì tao xuống tiền cho nó sợ luôn. Cái khung của anh là anh mua khung bự nhất, anh để trên lầu vậy đó. Ai tập thôi. Khung đó là khung khuyến mãi. Khuyến mãi là anh khuyến mãi chứ phải hãng nó khuyến mãi cho anh. Đúng không? Tại vì bây giờ là anh phân phối máy luôn em, anh bán máy luôn, giờ là bán hết. Giờ đông rồi, kho rộng rồi, bán sạch.
Nên cái quận chính của anh nó là một cái showroom đó em. Nó là một cái showroom đó. Thí dụ như tụi em muốn mua máy hay là phòng gym tụi em muốn mua máy gì đó, cứ dẫn tới phòng gym quận chính coi tập thử thoải mái, rồi xong rồi chốt muốn mua cái máy này đi, alo. Còn không đừng bao giờ alo trước, không bao giờ đừng bao giờ alo trước. Đừng bao giờ alo như Nguyễn có bán máy không này nọ, mấy giờ đánh qua thôi dẹp mẹ đi, phòng đó mở đó, qua nhà nào qua. Mày coi phá nát cái phòng đi. Mà vô đóng giá tập ngày tháng 200. Xong rồi vô coi đi, rồi thoải mái. Chứ mấy cái việc nhỏ nhỏ đừng có phiền anh. Yes. Anh làm ăn anh tập anh có nguyên tắc. Anh khó làm ăn nhanh lắm, mà cũng dễ làm ăn nhanh lắm. Khó dễ tùy người thôi. Bên quận 9 lần này xuất hiện một dòng máy đầu tiên trên thị trường, đó là hệ thống máy Powerwatt. Cái máy Powerwatt là anh có chụp hình rồi anh có tập rồi luôn. Cái máy cơ động toàn thân tập lạ lắm em. Anh không biết diễn tả là sao tập lạ lắm, giá cũng mắc ngang ngửa như máy này. Nó mắc ngang ngửa với dòng máy Performance. Đó. Bên quận 9 nó kết hợp hai dòng, dòng Performance với dòng Powerwatt. Ở bên quận Bình Tân với quận 12 nó chỉ có dòng Performance thôi. Dòng Powerwatt hàng mới nha. Nên tụi em thấy cái dòng máy Powerwatt tập sẽ rất là ok. Đó là cái hệ thống nhánh mới, một cái nhánh rất là mới. Còn em để ý là từ trước tới giờ hệ thống máy Leverage, Leverage anh chưa bao giờ dám đầu tư máy Mỹ. Thể hiện luôn. Máy thằng Body Solid sản xuất Trung Quốc nha. Thằng Body Solid này nọ sản xuất Tàu. Nhưng mà lần này ở bên quận 9 là cái hệ thống máy đạp đùi. Cái máy đạp đùi, máy kéo lưng kéo sổ. Alex thích mẹ. Bậy quá gì ơi, đầu tư máy Mỹ rồi. Đầu tư máy Mỹ rồi, anh sorry anh sai mấy em. Ở bên quận 6 chứ. Anh đầu tư cái máy Mỹ rồi. Cái máy mà kéo lưng á mấy em. Cái máy mà tình một đêm. Tình một đêm coi đoạn nóng á. Cái đoạn này. Đó, có minh họa nha. Quận 9 nó có cái máy mắc hơn. Tại sao anh không dám đầu tư cái máy như vậy? Tại vì biết sao không? Cái máy, mấy cái máy Libert ở trên lầu, mấy cái máy robo á, cái kiểu nó bắt, nó bắt trước cái kiểu technology á. Máy rẻ tiền, máy có 20 triệu, rẻ bèo. Còn máy Mỹ minimum 50. Máy Libert thôi 50. Dám chơi không? Minimum ngang lắm. Chơi cái này là biết đại gia rồi. Anh chụp cái hình phòng gym ở đây, anh quăng cho khắp thế giới, thằng nào láo bước vào không ai dám khựa luôn. Em đi những phòng gym lớn bên Mỹ vậy thôi, nó không bao giờ nó dám xài những cái máy mà top đâu. Những cái máy top chỉ là dân nhà giàu, dân quý tộc, resort hoặc là biệt thự nó chơi thôi đó. Và phòng gym bên Mỹ cũng có phòng nó đầu tư máy xịn như vậy, nhưng mà những phòng đầu tư nó máy xịn vậy, nó đầu tư có một khu à. Đầu tư một khu nhỏ nhỏ vậy nè, hoặc là nó đầu tư cái phòng nó nhỏ để nó đấm vô cái chất lượng khách cao cấp. Thì quay lại vấn đề, tại sao trong cái tâm dịch này mà anh Duy Nguyễn dám đầu tư? Yes. Rất là nhiều người khuyên Duy Nguyễn thôi để chừng 2 tháng đi, để chừng 2 tháng đi dịch nó lắng xuống rồi hãy đầu tư. Cái đầu tư giờ chỉ thấy tiêu quá. Nhưng mà nói cho cùng, mình nên làm một cái gì cho đất nước nữa. Thật sự bây giờ nếu mà anh không đầu tư á, thì cái dàn thầu dàn thợ nó làm cho ai? Cái đó là vấn đề đó. Nói tôi không hiểu đó. Mình ngồi đây mà nói chuyện mình chép gió cho nó vui thôi. Nhưng mà mình khi mình đi thực địa công trình á, mình thấy sự lam lũ công nhân mình thương đó. Bởi vậy mỗi lần đổ tắm này nọ là phải ăn nhậu cho quên đi cái nỗi khổ qua đời. Giàu nghèo gì bữa nhậu. Mẹ mà khẩu dân miền Tây rất thích nhậu. Dân miền Tây rất thích nhậu. Cứ vô thôi, vô còn đi chén chú chén em này nọ à, thôi quên đi cái khổ qua đời. Tôi với chú đôi người xa lạ tự phương trời, không hẹn cũng gặp nhau. Thôi gặp ở công trình thôi nha. Đó là một cái vấn đề sâu xa.
mà anh muốn đổ tiền anh đầu tư trong lúc này luôn. Hiện tại anh đang cặp hai công trình, một cái quận 7, một cái quận 9, hai cái nào cũng hoàn thiện hết. Cái quận 9 đi trước một chút xíu, nó hoàn thiện nhiều nhiều hơn rồi. Cái quận 7 thì nó đang xây và nó làm cái hệ thống ống với đường với điện ở trong. Nói chung nó cũng hơi căng thẳng trong vấn đề này. Cái video trước hỏi lại gì? Hỏi mới nói gì qua rồi. À, phòng gym tập, phòng gym đóng cửa, gì có phá sản chưa hả? Mày muốn tao có biết phá sản không, qua nhìn hai nhà đang xây kìa. Chừng nào mà đắp chiếu nó treo biển bán rồi đó là biết phá sản nha. Còn không đừng có ăn bả tầm bậy tầm bạ nói 3 triệu đó. Anh 3 triệu thất thường, em người anh không thất luôn. Nhiều khi không 3 triệu. Bây giờ cái quận 9 á, anh nghĩ á là phải đầu tư trong vòng khoảng chừng tháng nữa thôi. Đầu tư 1 tháng nữa cho nó xong hoàn thiện hết rồi trang trí đi đèn. Cái anh muốn tìm là cái gì? Sừng sững một phương trời, rực sáng một phương rộng lớn. Sừng sững một góc trời, lộn, sừng sững một góc trời, rực sáng một phương rộng lớn. Anh thích cái cảnh về đêm. Anh thích cái cảnh về đêm. Nhưng mà cái cảnh về đêm anh quay tòa nhà của anh đẹp mà mấy tòa nhà kế bên nó không được đồng bộ mấy em. Nhìn nó chưa tạo ra một cái quần thể kiến trúc nó hùng vĩ. Thì cái đó thì cũng hơi Photoshop, nó hơi cực chút. Thiệt mà. Nhiều khi anh muốn làm cái tấm hình để chia sẻ đối tác rồi xong nó hỏi nhà kế bên làm nghề gì, nó nghe nó sao á. Nó vô nó khen anh trước, nó oh my what, tưởng em very beautiful gì các kiểu. Xong hỏi là neighbor mày làm gì á. Mà thôi luôn. Nên anh làm, anh chia sẻ với em là anh đang đầu tư quận 9, hoàn thiện quận 9 để đẩy quận 9 thành một cái trọng điểm. Mà một cái điểm muốn thông báo tiếp, khi mà quận 9 á, từng tháng hai tháng nữa thôi, nó đi vào hoạt động á, thì lúc đó làm đổi nhân sự nha. Đổi nhân sự là tuyển nhân sự nhiều và sẽ có những lớp training riêng về BT theo chuẩn THOL dạy theo Duy Nguyễn Kim Phổ. Đó là cái hướng anh đang đầu tư, mà anh đang đầu tư cái Duy Nguyễn Kim Phổ, xong rồi phải training cái BT nó dạy theo Duy Nguyễn Kim Phổ đó. Và nó kinh doanh theo triết lý của BBT để tạo thành BBT là một người anh cả ở trên thị trường, gọi là gym và shop. Đó, cảm ơn các em đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.